khán giả ở bên chúng ta cùng quay trở lại xem bóng đá 3 để theo dõi trận cầu sau hũ của cao thủ Hoàng Long và Bình Dương FC. Rất nguy hiểm. Trọng tài đã công nhận bàn thắng dành cho cao thủ của Hoàng Long. Một pha dâng cao từ đường biên bên trái của cầu thủ áo số 10 Thắng Cùi. Mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 5. Thắng Cùi lấy bóng rồi, anh Quốc. Nhí gà đã kinh nghiệm hơn, nhưng vẫn là cơ hội cho Bình Dương FC. Nghĩ ai dốc. Đủ được sự điểm tuôn xa của Nghe Dốc đã khiến cho Minh Quang phải trở lại một lần nữa. Phạt tự do. Rất nguy hiểm. Cuối cùng có pha làm bàn để sang bàn tỷ số dành cho cao thủ Bình Hiếu, và đó là tình huống ghi bàn của Phương Nam. Một pha bóng rất lộn xộn trước khung cố của Minh Quang. Trước đó thì pha tự do đã phối hợp cùng với Phương Nam, và cầu thủ này cũng đã xử lý rất gọn gàng để vượt qua hai trung vệ và một thủ môn. Bàn thắng xứng đáng dành cho số 9 của Bình Hiếu. Chưa chính xác. Phương Nam nghỉ hai dốc, khoảng trống nhỏ nhoi. Chuyển vào rồi. Cú đúp dành cho số 9 Phương Nam. Tỷ số hũ đang lên là 2-1 cho Bình Dương. Họ đã tận dụng tốt tình huống phản công nhanh. Trước đó thì Nhí Gà đã can thiệp ghi hai dốc nhưng anh đã bị thất thế và ngay tức khắc và trả bóng lại. Thì khoảng trống đã quá mênh mông dành cho Phương Nam. Nhưng nó đã được lấp lại ngay. Vẫn còn nguy hiểm. Một quả trống nhiều dành cho Phú Đại, số 29 của cao thủ Bình Dương FC. Tưởng chừng như cơ hội vừa rồi đã hỏng, nhưng vô tình nó lại đến đúng vị trí của số 29. Điều đó đã khiến cho toàn bộ đội hình của Hoàng Long, đặc biệt là phòng ngự của họ, đứng trước. Quý ông và ném biên và hoàn hảo. Người ghi bàn là Minh Vương, rút ngắn khoảng cách còn 2 bàn. Nhưng mà sau khi cứu Phương ra tốc khoảng cách thì Hoàng Long một lần nữa đưa lại với kết quả quen thuộc. Bị dẫn trước một bàn cũng là điều mà họ sẽ kỳ vọng về đấu thứ hai. Chúng ta vừa theo dõi là tình huống ghi bàn nhau quá thì cũng khó cho các cầu thủ ở bên này. Thắng Cùi, cơ hội nữa, cú thành trống và tỷ số là 3-3. Cú đúp dành cho số 10. Bàn thắng đã đến ở trong những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên để giúp cho Hoàng Long cân bằng tỷ số, và đó là tiền đạo số 10. Cú đúp thứ hai trong trận cầu ngày hôm nay. Hai đội bóng đều ghi được 3 bàn thắng và đều có một cú đúp. Thủ thành Minh Hiếu vừa rồi đã chủ động bằng. Vẫn còn. Chuyển rất tốt, đó là bao. 3-2 dành 4-3 dành cho cao thủ Bình Hiếu. Tiền đạo số 22 được tung vào sân và đã nổ súng. Một lần nữa thì chúng ta có thể thấy được hàng phòng ngự của Hoàng Long lại dâng lên hơi cao và họ lại để quên tiền đạo của đối phương. Ném biên cánh phải của Hoàng Long khá nguy hiểm. Chỉ có một mình Thắng Cùi thôi, nhưng anh vẫn có thể tạo ra một bàn thắng cho riêng mình. Và tỷ số được cân bằng là 4-4 một lần nữa. Đó là 3 cái bàn của Thắng Cùi, lập hat-trick ở trận đấu ngày hôm nay. Đánh đầu vào góc gần và khiến cho thủ thành Bầu Hiếu bị bất ngờ, và anh đã phải nhận bàn thua. Rất chủ động của số 29. Đây rồi, nguy hiểm cơ hội. Cú đúp dành cho Bao. Và là bàn của cầu thủ áo số 22 để đưa tỷ số lên là 5-4 cho cao thủ Bình Hiếu. Ngày hôm nay Bao lại đi ghi bàn và ghi bàn thuyết phục, chứ không phải là giống như ở trận đấu trước anh tranh giành ghi bàn.
cú đúp dành cho số 22. Đó là cú đúp thứ hai của cầu thủ Bình Hiếu trong trận cầu này. Sau đó buổi chiều thì sẽ tác nghiệp tại 3. Đều là Bến Lức cả. Cơ hội đến nữa. Sai lầm của thủ thành Nhĩ Gà. Hat-trick dành cho số 22 Bao. Tỷ số là 6-4 cho Bình Hiếu SC. Họ cũng đã hoàn thành xong, cả đội bóng đã hoàn thành xong 13 tháng tổng tỷ số. Duyên ghi bàn của Bao là rất tuyệt vời. Tới bóng nhanh, Nhĩ Gà. Tỷ số rất ngắn còn 5-6. Pha bóng tốt dành cho trung vệ Nhĩ Gà. Một pha bóng mà Nhĩ Gà đã dốc biên ở đường biên cánh phải rất tốc độ và xử lý rất gọn gàng. Sau khi được giải thoát ra, giải phóng ra khỏi vị trí phòng ngự, Nhĩ Gà đá ở phía giữa. Vinh Quang, nhưng anh cũng đã khiêm đẩy bóng ra ngoài an toàn khỏi vòng cấm. Nhưng vẫn là cơ hội cho các thủ Bình Hiếu. Quả trống nhiều. Poker dành cho Bao và tỷ số nâng cao là 7-5. Quá xuất sắc cho số 22. Các đội đội đã làm bóng rất tốt dành cho tiền đạo của mình. Khả năng di chuyển và chọn vị trí tốt của Bao đã giúp cho anh có lợi thế lớn để đối mặt cùng với thủ thành Minh Quang trong một cự ly rất ngắn. Cảm ơn Phan Tuấn Khoa. Siro Sport đang gửi lời chúc Minh Hiếu sẽ thi đấu tốt. Và ngay tức khắc có pha là bàn dành cho cầu thủ Hoàng Long. Tỷ số rút ngắn còn 6-7. Người ghi bàn đó là số 14 Bình Phúc, một người đã thi đấu rất mềm mại cho hàng tiền vệ của Hoàng Long trong trận cầu này. Vẫn luôn là khoảng cách một bàn mong manh. Và cũng có những thời điểm mà đối phương cũng sẵn bàn nguy hiểm. Pha xử lý tốt dành cho Ngọc Bảo. Tỷ số là 8-6. Ngay tức các cầu thủ Bình Hiếu lại ghi bàn. Những lời đáp trả một cách rất rõ ràng trong trận cầu game này. Khi đối phương có bàn thắng thì câu trả lời được đưa ra ngay, đặc biệt là dành cho Bình Hiếu. Bật nhà rất tốt. Hoàng Lùn, Út Đêm, sút tốt, tỷ số là 9-6. Một loạt những pha bật nhà và Minh Hiếu tiếp tục có bàn thắng. Lần này là Út Đêm. Như vậy là ngoài phát tự do thì những cầu thủ đá thiên đạo trong trận cầu game này đều đã ghi bàn. Vừa rồi đã có pha làm bàn để rút ngắn khoảng cách cho cầu thủ Hoàng Long là 7-9. Lại có bàn thắng nữa dành cho cầu thủ Bình Hiếu và tròn trục cho đội bóng này. Anh Nhiên vừa có chút lơ là thôi, xem lại kỹ thuật thôi thì ngay cái tức khắc có bàn thắng. Pha xìa bóng đã xử lý quá nhẹ. Khoảng trống nhiều cho Thắng Hủy. Sút ngay và bàn thắng dành cho số 10. Tỷ số là 8-10. Poker của Thắng Hủy. Một trận cầu mà hai poker. Nhiều khả năng đây sẽ là một tình huống đã định tỷ số của Thắng Hủy. Và trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu giao hữu của cầu thủ Bình Hiếu và Hoàng Long tại sân bóng đá 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy là Thắng Hủy là người đã ghi bàn thắng cuối cùng cho trận cầu này, nhưng họ chưa thể đủ bàn thắng để có thể sang bằng, ít nhất là sang bằng với Bình Hiếu. Chiến thắng chung cuộc là 18 dành cho Bình Hiếu FC. Và quý vị khán giả ở bên, chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây. Và quý vị đừng quên trở lại vào lúc 16 giờ chiều mai. Còn đến đây,
Tôi là Dinh, chúc quý vị ngủ ngon và thân ái, chào tạm biệt.